Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 tháng 4 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện và tốt bụng, cùng với đó chính là tấm lòng bao dung độ lượng. Họ có thể sẵn sàng trao niềm tin của mình cho những người khác, và điều đó thì đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ, thì những gia chủ tuổi Kỷ Dậu luôn giàu lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Và cũng chính nhờ lòng tốt và luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái cho tuổi Kỷ Dậu trong tháng 4 âm lịch này. Trong tháng 4 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi trèo mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, vận cát thì nhiều hơn hung. Sự nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió và tài lộc ùn ùn kéo đến về đầy nhà, tiền đến mỏi tay không hết. Vậy thì trong tháng 4 năm 2022, vận trình của người tuổi Kỷ Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 mệnh đại dịch thổ, có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu. Song khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước, thành công ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh, họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây chính là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Con giáp này được quý nhân luôn ở bên mình nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân của bạn, dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên, thành công đến chớ nên tự cao tự đại, nếu không dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Tin vui với những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc, rất đáng mong chờ. Đặc biệt là về tài lộc, không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vì tiền bạc đến nhanh nên một số người sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Về phương diện tình cảm của người tuổi Kỷ Dậu tháng này không thực sự khởi sắc. Gia đình bạn sẽ xảy ra những tranh chấp cãi cọ không mong muốn, dù trong hoàn cảnh nào cũng bình tĩnh để giải quyết mọi việc thấu đáo nhất, chớ nên vội mà hỏng việc. Xét về thiên can, kỷ âm thổ gặp ất âm mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Dậu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, với những người vẫn còn đi làm, con giáp này sẽ có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái cất nhắc. Tuy nhiên, những người tuổi Kỷ Dậu phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ nên để cảm xúc lọt vào trong công việc, nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt và thậm chí là đánh mất vị trí mình đang có. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh. Nếu đã đến tuổi về hưu và theo kinh nghiệm kinh doanh buôn bán tự chủ, sức cạnh tranh tăng lên, khó triển khai kế hoạch như những gì đã tính toán trước, không có lợi cho việc cải thiện hiệu suất, nâng cao doanh thu. Đó là lý do căn bản, dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực, thậm chí có thời điểm muốn buông xuôi, mặc kệ tất cả. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Túy là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Túy để nghênh đón Thái Túy, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Túy của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Túy của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
vận tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu không khởi sắc trong tháng 4 âm lịch này. Xem tử vi cho thấy bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Việc chi tiêu trong tháng cũng cần phải tính toán cho thật khoa học, chớ nên tin người thái quá để rồi tiền mất tật mang. Ai xứng đáng chi tiền mới cho. Đồng thời tránh việc vung tiền theo sở thích và hứng thú nhất thời, kẻo hao tổn khoản tiền lớn. Tháng này, khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào đó phải hết sức thận trọng, kẻo tiền mất tật mang, gây hậu quả khôn lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe của những người tuổi Kỷ Dậu có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng hơn, dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Bạn dễ mắc các chứng khó chịu về đường tiêu hóa. Cảm, sốt ho do thời tiết thay đổi, tiềm ẩn những mối nguy ở tim mạch. Cần kiểm soát cảm xúc thật tốt, tránh xúc động mạnh kẻo dễ bị đột quỵ. Các quý gia chủ tuổi Kỷ Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Kỷ Dậu tháng này không thực sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành, do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Bạn cẩn trọng, tỉ mỉ, nhưng lại không nhiệt huyết và ga lăng. Tuy vậy, không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa đến mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này chính là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp đảo quan điểm của mình khi bạn có mâu thuẫn. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 4 âm lịch này, sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 4 năm 2022, tức ngày 2 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 4 năm 2022, tức ngày 14 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tức ngày 26 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 4 năm 2022, tức ngày 3 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 4 năm 2022, tức ngày 15 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc.
ngày âm lịch, ngày 27 tháng 4 năm 2022, tức ngày 27 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi 1969 trong tháng 4 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận trình của mình trở nên ở ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.